Thực hiện đề án thu gom xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư, nông thôn trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên. Huyện Phù Cừ đang đầu tư kinh phí 11 tỷ đồng xây dựng 5 công trình xử lý nước thải sinh hoạt nông thôn trên địa bàn 5 xã. Nơi đây trước kia là vùng lầy tù động, hôi thối do nước thải sinh hoạt của hàng trăm hộ dân tại thôn An Nhuế, xã Đỉnh Cao. Tuy nhiên khi công trình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt hoạt động từ cuối năm 2022, nước sinh hoạt khi chảy ra mương đã được cải thiện không bốc mùi hôi thối, có thể đảm bảo phục vụ tưới cho cây trồng. Cái chất lượng nước thải đến bây giờ tốt và an toàn, không còn mùi, đời sống của nhân dân được cải thiện, vệ sinh môi trường rất tốt, dân tỉnh ở đây cũng rất chi là phấn khởi. Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt nông thôn có công suất trung bình từ 50 đến 70 mét khối một ngày đêm cho khoảng 130 hộ dân. Nước thải của các hộ gia đình khi vào hệ thống sẽ lọc, lắng cặn hóa sinh vi sinh. Sau khi xử lý sẽ thấy sạch hơn và không có mùi khó chịu. Kết quả xét nghiệm định kỳ của Sở Tài nguyên và Môi trường, nguồn nước này đạt tiêu chuẩn để thải ra môi trường. Môi trường ở xã Tam Đa nhìn chung là cũng chưa được đảm bảo. Thế sau khi được xây cái hệ thống thu gom nước thải các hộ gia đình thì cái cảnh quan môi trường của xã sẽ sạch đẹp và cái nước thải của các hộ ra môi trường nó đảm bảo cái vệ sinh, người dân cũng rất là đồng tình ủng hộ. Trong thời gian tới thì chúng tôi vẫn đề xuất các cấp trên tiếp tục trên địa bàn xã xây 1-2 điểm nữa. Đến nay huyện Phù Cừ đã xác định được 5 vị trí xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt: thôn Khả Duy, xã Đoàn Đào, thôn Trà Bồ, xã Phan Sầu Nam, thôn Tam Đa, xã Tam Đa, thôn Nhật Lệ, xã Nhật Quang và thôn An Nhuế, xã Đỉnh Cao. Trong đó đã đưa vào hoạt động xử lý nước thải tại 2 điểm là xã Đỉnh Cao và xã Tam Đa. Thời gian tới, huyện Phù Cừ đề xuất xây dựng một công trình xử lý nước thải tập trung cấp huyện tại thị trấn Trần Cao, làm sạch nguồn nước thải cho khoảng 500 hộ dân. Ngoài ra, phấn đấu mỗi xã sẽ xây dựng 2 hệ thống xử lý nước thải. Đây là một trong những giải pháp góp phần giảm thiểu tình trạng ô nhiễm nguồn nước và sớm đạt tiêu chí môi trường trong công cuộc xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.